cái sân khấu với mức đầu tư rất là hoành tráng quý vị. Kiểu như là một cái sân khấu 3D có nhà ga Đà Lạt, bản giao hưởng sắc màu. Ở ngay khu vực này chúng ta thấy rất là đẹp. Nào là hoa cúc nè, trí với những cái cung đường đó. Chúng ta đứng vào ngay cái khu vực này thôi, chúng ta có một cái bức hình về Festival Hoa năm 2024. Và ở đây thì có một chiếc giỏ hoa khổng lồ, giỏ hoa siêu to khổng lồ. Ngoài là thành phố Festival Hoa thì Đà Lạt được coi như là thành phố âm nhạc. Đôi cỏ hồng và chuyến mini tour còn tốt, còn tươi rất là nhiều. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lai. Bây giờ Nhân đang đứng ở ngay khu vực quảng trường Lâm Viên quý vị. Tối hôm nay thì đã có những cái màn gọi là tổng duyệt, nên cũng có rất là nhiều khán giả rồi nhiều người dân địa phương ghé tới để xem chương trình tổng duyệt Festival Hoa năm 2024 lần thứ 10 quý vị ha. Thì ở dưới sân khấu chúng ta nhìn thấy rất là to, rất là rộng. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng ở ngay khu vực sân khấu để xem như thế nào nha quý vị nha. Ok. Tố con nha. Các phụ huynh mà mấy em bé đang chơi chỗ ánh sáng. Ở phía này chúng ta thấy là cái sân khấu rất là to. Rồi nào là có những cái toa tàu này, rồi các cái tiểu cảnh ở ngay Hồ Xuân Hương cũng có nữa. Vào mắt các con nguy hiểm lắm. Khi chương trình diễn ra thì cũng huy động rất là nhiều các lực lượng cơ quan công an, cảnh sát để đảm bảo an ninh trật tự cho cái việc tổ chức Festival Hoa. Ở trên này thì chúng ta sẽ thấy là cái khu vực khán đài này là dành cho khách VIP, những khách mời, và đương nhiên rồi thì chúng ta phải có các cái giấy mời thì chúng ta mới vào trong khu vực này nha. Phía trên là quả cầu artiso và bông hoa giả quỳ. Chúng ta thấy sân khấu rất đẹp ha. Một sân khấu được đầu tư vô cùng công phu. Đó, chúng ta thấy là sân khấu mới nhá nhá thôi là chúng ta đã thấy là rất đẹp và rất hoành tráng như thế nào rồi. Chúng ta thấy là đằng sau Nhân là cái sân khấu với mức đầu tư rất là hoành tráng quý vị. Kiểu như là một cái sân khấu 3D có nhà ga Đà Lạt này, có đỉnh Lang Biang, có hội tụ tất cả những cái điểm mà đặc biệt của Đà Lạt. Bên đây là một số các diễn viên, nhóm múa sẽ xuất hiện trong chương trình festival. Có các bé nè, sẽ là những diễn viên, những vũ công. Đà Lạt bản giao hưởng sắc màu lần thứ 10. Ở đây là cái công viên ngay khu vực Hồ Xuân Hương, công viên Trần Quốc Toản. Thì ở ngay khu vực này thì người ta cũng đã trang trí hoa rất là nhiều rồi. Hoa dã quỳ, hoa cúc và những cái biểu tượng của những người đánh đàn chơi nhạc. Đà Lạt là cái thành phố, ngoài là thành phố Festival Hoa còn là thành phố âm nhạc. Đó, cho nên là những cái biểu tượng về nhạc rồi về hoa ha, rất là nhiều các loại hoa, các cây màu sắc khác nhau. Đó, một cái công viên rất đẹp, ban đêm cũng có nhiều người ghé vào đây để chụp ảnh ha. Một cái công viên đáng để chúng ta ghé tới tham quan chụp ảnh trong những cái thời gian sắp tới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp. Ở ngay khu vực này chúng ta thấy rất là đẹp, nào là hoa cúc nè, hoa rất là nhiều các loại hoa cúc, rồi hoa ở đây có hoa dâm bụt nữa. Rồi nguyên một cái biểu tượng của một khu vực tràn ngập sắc hoa. Đây chỉ là một khu vực nhỏ, còn rất là nhiều các cái khu vực khác này nha quý vị ha. Sau khi rời khỏi chỗ này thì Nhân sẽ gửi tới quý vị những cái hình ảnh trong chuyến mini tour vào ngày hôm nay. Rồi sau đó thì Nhân sẽ tiếp tục quay lại đường phố Đà Lạt vào tối hôm nay nha quý vị. Hôm nay thì Nhân có chuyến mini tour, cho nên ban ngày Nhân chưa có quay được, cho nên ban đêm Nhân sẽ quay cũng như là cập nhật để cho quý vị xem. Ban đêm thôi cũng nhiều người, ban ngày thì cũng bận rộn quý vị, ban đêm nhiều người chở con, chở các bạn nhỏ ghé tới đây check in chụp ảnh. Tháng 12 khi mà du khách đến Đà Lạt đông, cũng là mùa cưới nè, nên đi vào khu vực đồi cỏ hồng gặp rất là nhiều những nhóm cô dâu chú rể tới đây chụp ảnh, cộng với du khách tới check in đồi cỏ hồng, đồi cô dâu hay là đi chụp ảnh ở các khu du lịch. Nhân đang có mặt ở ngay đồi camping miễn phí. Hôm nay thì mặt trời đang lên ha, bình minh đang lên. Trời hôm nay cũng khá là nhiều mây, hơi âm u. Trong chuyến đi này thì có 5 người quý vị, và sẽ đi tham quan những cái địa điểm tham quan Đà Lạt trong vòng 2 ngày. Những du khách đến từ Sài Gòn, đến từ Bình Phước. Ở đây là đồi cỏ hồng, cỏ còn rất là hồng và chụp ảnh lên cũng rất là đẹp. Đang có mặt ở trong hoa trong rừng. Hoa trong rừng hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12, ngày 2 tháng 12. Hôm nay trời không có được nắng đẹp cho lắm. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Đây có khu tam giác mạch nè, tam giác mạch, hoa cúc trắng, hoa thạch thảo, hoa thược dược, rất nhiều các loài hoa. Tam giác mạch thì cũng gần tàn. Phía dưới kia là hoa hồng ri. Bên này là một cánh đồng cúc. Hoa trong rừng thì nó đi thì cũng khá xa ha, cách Đà Lạt khoảng tầm 27 cây, 27 tới 30 cây. Nhưng vô đây thì hoa không là hoa, cảnh không là cảnh, hoa đẹp, cảnh cũng đẹp luôn. Hôm nay thì cái chuyến mini tour của Nhân tới 5 người. Hôm nay đi tới 5 người. Các cô với mấy em là ở Sài Gòn. Sáng là đi đồi cỏ hồng từ rất sớm, 5 giờ sáng là đã xuất phát rồi. Xuất phát xong vô tới đó, trong đồi cỏ hồng là tờ mờ sáng là để ngắm bình minh lên. Rồi sau khi bình minh lên xong rồi thì lại đi các cái đồi cỏ hồng để chụp ảnh. Chụp ảnh xong rồi lại ghé hoa trong rừng. Wow, nhìn hoa đẹp quá ha. Nhưng mà do hôm nay trời không được đẹp cho lắm, nên quay nó cũng không có được màu sắc rực rỡ như các hôm trước. Hoa không là hoa. Sau khi quay ở ngoài kia thì Nhân quay trở lại cánh đồng hoa sao nhái, hoa bướm này. Đó, chụp với cái bách rau ở phía sau, rồi có bụi tre phía sau cũng rất là đẹp ha. Wow. Ở trong này hoa trong rừng là một trong những cái khu mà du lịch hiện nay mà nếu về nói về thiên nhiên và hoa thì có lẽ là đẹp nhất ở Đà Lạt, và không những đẹp nhất ở Đà Lạt mà còn là đẹp nhất ở Việt Nam luôn á. Còn đây là cánh hoa đồng hoa thực dược ha. Hoa thực dược cũng còn tốt, còn tươi rất là nhiều. À, rất là đẹp. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ dạ. Đây, hoa rất là nhiều ha. Hôm nay thì chuyến tour chủ yếu là quay phim và chụp ảnh. Rất những vị khách rất thích quay phim và chụp ảnh, cho nên là quay chụp rất khá là nhiều. Lối đi vào khu vực lấy nước ở đây thì người ta cũng trang trí một cái cây thông Giáng sinh bằng hoa, bằng các loại hoa trang trí lên. Ngồi vô chụp hình cũng dễ thương lắm. Kiểu trang trí Giáng sinh bằng hoa nó cũng thiên nhiên, lạ mắt. Bên này hoa cẩm tú cầu nhiều màu sắc. Đây là mai địa thảo, cỏ hồng, hoa trong rừng. Sau đó sẽ ghé ăn gà nướng cơm lam ở tại Thảo Nguyên Quán ở ngay ngã ba đằng kia đằng địch. Sau khi ăn trưa xong thì ghé Cao Nguyên Hoa Đà Lạt, một địa điểm tham quan ở trên cung đèo Tà Nung. Đang có mặt ở ngay khu du lịch Cao Nguyên Hoa Đà Lạt. Khu này mát nha. Buổi trưa vô đây là mát. Mát ơi là mát luôn. Hôm nay thứ hai đầu tuần cho nên là khách cũng ít. Với lại bây giờ buổi trưa nữa, khách nghỉ ngơi. Đây có một cái hồ vô cực bè Bà Nga. Rồi có khu chơi xe trượt nữa. Rất là nhiều góc để cho chúng ta check in chụp ảnh. Đà Lạt mùa này thì thời tiết rất là đẹp, nắng không có gắt, kèm theo đó là không mưa, cho nên rất thuận tiện để đi tham quan du lịch. Đó, phía dưới là một cái thung lũng hoa nữa. Còn rất là nhiều, khu này thì Nhân review khá là nhiều rồi. Cho nên hôm nay Nhân chỉ đứng quay ở ngay khu vực này rồi chụp ảnh, nghỉ ngơi. Sáng giờ đi nhiều mỏi chân, giờ nghỉ ngơi. Khu này là khu du lịch sinh thái, cho nên là vào đây cây cối không à. Quá trời mát mẻ. Wow, đẹp. Có nhiều góc ngồi chơi, nó rất là chill, giống như cái ghế nè. Ngồi sau là một cái thung lũng tuyệt đẹp. Đây, khu vực này thì người ta thi công, mai mốt nữa vài hôm nữa thôi thì khi mà thi công xong thì cái khu vực này cũng là một cái điểm mà đáng để mọi người ghé tới đây chụp ảnh ha. Đó, rất là đẹp. Khu vực này thì có lẽ là ngày mai thi công xong thôi thì cũng là một cái điểm mà chúng ta sẽ check in. Hôm nay là tối ngày mùng 2 tháng 12 quý vị. Bây giờ là 19:20. Tối nay thì người ta cũng ăn cơm ở đây, rồi người ta cũng sẽ tiếp tục thi công và trưng hoa ra để cho ngày mai sẽ hoàn thiện xong. Quá đẹp luôn quý vị. Rất là nhiều hoa được trưng ra ở ngay khu vực này, quá là đẹp. Bây giờ công trình nó chưa. Ở đây là khu vực trước vườn hoa thành phố Đà Lạt, khu vực chợ đêm mới quý vị. Thì thứ bảy chủ nhật thì rất là đông, nhưng mà hôm nay là thứ hai đầu tuần cho nên là chợ đêm này cũng không có đông, cũng hơi vắng tí ha. Cho bình thường là chợ đêm ngay khu vực này cũng sẽ rất là đông, và bây giờ là nhiệt độ ở ngay lúc này là 16 độ C quý vị. Gió cũng nhẹ thôi, nhưng mà hôm nay cũng buổi tối thì hơi lạnh. Mấy hôm nay thì thời tiết Đà Lạt cũng không có mưa, bữa trước thì có một cơn mưa lất phất ngang qua thôi, rồi sau đó thì cũng tạnh ráo, không mưa, nhưng mà ban ngày thì trời cũng hơi ấm u chút xíu, nhưng mà rất là thuận tiện để đi du lịch, vì ban ngày trời ấm u cho nên là cũng rất là mát mẻ. Còn buổi sáng và buổi tối thì trời hơi se lạnh. Phía trước mặt chúng ta lễ hội áo dài thành phố Đà Lạt 2024. Bên này là một cặp đàn cộng với những bông hoa được trang trí vô cùng bắt mắt. Ban đêm thì người dân Đà Lạt cũng có thói quen là đi tập thể dục vào ban đêm quý vị, đi bộ từ lúc khoảng 6 giờ cho tới 8 giờ là chúng ta cũng bắt gặp rất là nhiều người đi bộ, và buổi sáng sớm cũng vậy. Đi bộ tập thể dục thể thao nó cũng rất là tốt cho sức khỏe quý vị ha. Mai mốt là ngày mùng 5 tháng 12 năm 2024 thì tại quảng trường Lâm Viên sẽ diễn ra lễ khai mạc, rồi chương trình ca nhạc nữa. Cho nên là nếu mà quý vị ghé tới thành phố Đà Lạt vào những ngày sắp tới thì ngày 5 chúng ta có thể ghé quảng trường Lâm Viên để vui chơi, cũng như là xem những cái màn biểu diễn flycam ánh sáng lần đầu tiên được diễn ra ở tại thành phố Đà Lạt. Các cái con drone sẽ được thiết kế cũng như là lập trình sẽ bay ở phía bên này bờ hồ, đó là bên phía sân golf Đồi Cù đó quý vị. Chúng ta sẽ đứng ở bên phía quảng trường Lâm Viên nhìn qua sẽ rất là đẹp đó. Festival Hoa năm nay diễn ra từ ngày 5 tháng 12 cho tới ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, kéo dài gần một tháng quý vị ha. Và thời gian diễn ra dài như vậy thì Nhân nghĩ là sẽ rất là đông du khách đến thành phố Đà Lạt vào dịp này, và đặc biệt là những cái ngày cuối tuần, với thứ hai nữa là những ngày lễ Giáng sinh, rồi những ngày cuối năm. Ở ngay cái khu vực này thì hiện nay người ta đã dọn dẹp và khá là thông thoáng, sẽ là nơi mà những con drone sẽ cất cánh ở nơi đây, sẽ tạo ra một cái buổi tiệc ánh sáng trong đêm ngày 5 tháng 5, ngày khai mạc Festival Hoa. Những cây mai anh đào ở quanh hồ Xuân Hương hiện nay là cũng đã rụng lá hết rồi, nhưng mà chưa có hoa đâu quý vị. Hiện nay thì ở ngay khu vực đồi chè Cầu Đất có một số cây thì đã ra hoa, tuy nhiên thì nó cũng chưa có đều, nó cũng chưa có nhiều. Khoảng tầm một tuần nữa thì lúc đó thì nó sẽ nở cũng khá là rộ. Và trong cái dịp mà tới chơi Festival Hoa, nếu mà quý vị thích chụp hình về hoa mai anh đào thì chúng ta có thể ghé đồi chè Cầu Đất nha quý vị. Ở phía này thì chúng ta nhìn thẳng đối diện là quảng trường Lâm Viên với cái sân khấu. Tối nay đang có chương trình tổng duyệt. Ở đây là phố đi bộ Trần Quốc Toản. Và bên kia đường thì người ta trang trí hoa cũng khá là bắt mắt và đẹp. Ở đây là ngay phố đi bộ Trần Quốc Toản. Hôm qua thì Nhân cũng có quay ở ngay khu vực này rồi. Lúc đó thì các cô chú bên công trình đô thị người ta đang sắp xếp hoa. Còn hôm nay thì người ta đã làm xong hết rồi quý vị. Festival Hoa Đà Lạt 2024 với những dãy hoa được trang trí với những cái cung đường. Đó, chúng ta đứng vào ngay cái khu vực này thôi, chúng ta có một cái bức hình về Festival Hoa năm 2024 để đăng lên trên các cái nền tảng mạng xã hội rồi quý vị ha. Phía sau lưng của Nhân thì có rất là nhiều các loại hoa, hoa sắc pháo, rồi hoa băng xê, hoa cúc, hoa hồng, rồi rất là nhiều các loại hoa ha. Đó, rất đẹp. Và ở đây thì có một chiếc giỏ hoa khổng lồ, giỏ hoa siêu to khổng lồ, có 3-4 giỏ hoa, rất là đẹp ha. Đó, chúng ta sẽ đứng vào chụp hình với những giỏ hoa, với những gùi hoa, rất là nhiều hoa luôn quý vị. Hôm nay thì buổi tối cho nên Nhân chưa có thể mà quay hết tất cả các cái khu vực mà hoa ở Đà Lạt trong cái thời điểm mà nó đang trưng bày để phục vụ Festival Hoa, vì còn rất là nhiều điểm cho nên là hoa nhiều lắm. Quý vị đến Đà Lạt sẽ có rất là nhiều những cái khu vực mà để cho chúng ta chụp ảnh để đăng lên trên mạng xã hội. Thực ra là khi mà thiết kế này thì nó có một cái hình hài hết quý vị. Đây là một cái nhánh hoa nè, rồi 5 cánh hoa nè, đó, đầy đủ ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào khu vực đập cầu Ông Đạo cũng như là một số các cái khu vực khác. Phía trước mặt cũng là một cái địa điểm check-in mơ giữa Đà Lạt của một cái công ty bất động sản của Singapore ha. Họ đầu tư ngay cái khu vực này để làm một cái hệ thống về bất động sản cũng khá là lớn. Ở đây rất là nhiều cô chú anh chị ghé tới đây để chụp ảnh nè. Rất nhiều chỗ để chúng ta check in trong cái mùa Festival Hoa năm 2024 nha. Phía trước mặt là bùng binh BIDV. Đây là phố Trần Quốc Toản, với phía bên trái là Hồ Xuân Hương với cà phê nhà hàng Thanh Thủy. Còn bên phía tay phải là những cái nhà hàng cơm niêu, mặt hồ hay là những cái quán cà phê. Tối hôm qua, tối Chủ nhật và tối thứ Bảy quý vị, Đà Lạt cũng rất là đông luôn. Ra khu vực chợ đêm Đà Lạt cũng như là một số các tuyến đường như là tuyến đường này nè, kẹt xe luôn quý vị. Phải nói là những ngày vừa rồi du lịch, đặc biệt là cuối tuần sẽ rất là đông khách. Và đợt tháng 12 này thì Nhân nghĩ là Đà Lạt còn đón đông hơn rất là nhiều. Với việc tổ chức Festival Hoa dài ngày như vậy thì Đà Lạt sẽ dự kiến đón khoảng 2 triệu du khách ghé tới tham quan trong cái đợt tháng 12. Phía bùng binh một câu thì cũng đã thay thế các cái tiểu cảnh. Bây giờ thì Nhân đang ghé vào khu vực chợ Đà Lạt, đi dạo một tí ở ngay khu vực chợ Đà Lạt nha. Khách Hàn Quốc cũng đông lắm quý vị. Tháng này thì khách Hàn Quốc cũng như là khách nước ngoài ghé Đà Lạt cũng rất là nhiều. Vì bên Hàn Quốc mùa này cũng đang là mùa chuyển lạnh quý vị. Khi mà chuyển lạnh thì những cô bác anh chị mà lớn tuổi thì họ sẽ qua Việt Nam để du lịch. Và Đà Lạt, Nha Trang là hai cái điểm đến mà các cái tour người ta đi rất là nhiều. Và người ta sẽ đi kết hợp quý vị. Người ta sẽ kết hợp Đà Lạt và Nha Trang luôn. Có những chuyến bay thì người ta sẽ hạ cánh ở Cam Ranh, sau đó đi du lịch ở Nha Trang, sau đó sẽ về lên Đà Lạt bằng ô tô. Rồi có những chuyến bay thì người ta sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Liên Khương Sau đó thì du lịch Đà Lạt, sau đó họ sẽ xuống Nha Trang. Quý vị biết vì sao mà du khách người ta thích đi du lịch Đà Lạt vào tháng 12, tháng 1 không? Vì đó là hai cái tháng mà ở Đà Lạt nó nhiệt độ lạnh quý vị. Có nhiều hôm nhiệt độ xuống tới 90 độ C vào những cái ngày mà dịp Giáng sinh đó. Vì thời tiết lạnh đó là một cái điều mà du khách rất thích. Thứ hai nữa là đến Đà Lạt vào dịp tháng 12 mùa đông đó thì du khách sẽ có những cái bộ ảnh đẹp về Giáng sinh này, rồi được khoác lên mình những cái bộ cánh mà ở ngay nơi mà mình sống không bao giờ bận được. Đó là những cái chiếc áo măng tô, những chiếc áo dạ, những chiếc áo lông để chụp những bộ ảnh về Giáng sinh ha. Cho nên là thời điểm Giáng sinh, Đà Lạt là một trong những nơi mà hút khách bậc nhất. Bây giờ thì Nhân sẽ hướng lên phía con dốc Lê Đại Hành. Thì dốc Lê Đại Hành hiện nay đã trang trí hoa xong hết rồi nha. Đây chúng ta sẽ, Nhân sẽ quay cho quý vị xem. Nhân đi từ từ để quay cho quý vị xem. Bây giờ là người ta đã trang trí hoa, những cối xay, rồi những bông hoa được trưng ra cho du khách chụp ảnh. Ở đây là bên phía tay phải của đường, còn bên phía tay trái đối diện là khách sạn TTC Ngọc Lan với dòng chữ Đà Lạt kính chào quý khách. Và ở phía trên sẽ có những cái dải hoa đổ xuống những chiếc xe, rồi ở dưới đường người ta cũng trang trí hoa rất là nhiều ha. Đây những cô bác anh chị ghé tới chụp ảnh với những tiểu cảnh được dựng lên. Bây giờ Nhân sẽ đi phía bên này, lát nữa thì Nhân sẽ quay lại thì Nhân sẽ quay phía bên kia để cho quý vị xem nha. Quá trời là hoa. Mùa này thì Nhân cũng nhận được nhiều cái chuyến mini tour, những chuyến tour khách đặt đến Đà Lạt trong những ngày sắp tới. Đây những nốt nhạc hoa rất đẹp, quá là đẹp ha. Ở đây thì có những cái nốt nhạc. Đà Lạt ngoài là thành phố Festival Hoa thì Đà Lạt được coi như là thành phố âm nhạc. Thành phố được UNESCO công nhận là thành phố âm nhạc. Cho nên là những cái giai điệu nhạc của những cái cung đường này được dựng lên để cho du khách check in chụp ảnh ha. Và những cái cung đường hoa này sẽ chạy dài tít lên phía trên cái cầu thang mộng đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp nha. Phía trước mặt đó là khu Hòa Bình. Thì ngay khu vực khu Hòa Bình người ta cũng đang dựng lên một cái sân khấu. Đây thì có hoa sắc pháo, hoa thu hải đường, hoa băng xê, hoa hồng, rồi hoa lavender luôn. Rất nhiều các loại hoa. Thật ra hoa ở Đà Lạt cũng nhiều và phong phú lắm. Có nhiều loại hoa mà Nhân còn chưa có biết tên hết quý vị. Chúng ta sẽ nhìn xuống chợ Đà Lạt từ phía cầu thang mộng đẹp. Phía xa xa là khách sạn Sandan, khách sạn Colin, Đà Lạt Center, chợ Đà Lạt và cà phê Starbucks ở ngay Thái Corner ha. Ngay khu vực khu Hòa Bình thì chúng ta thấy là cái sân khấu cũng đã hình thành, sẽ là những buổi biểu diễn ca nhạc vào kỳ Festival Hoa, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Cái trụ chính của cái khu Hòa Bình cũng được sơn và cũng được khắc những cái dòng chữ mới. Hôm nay ban đêm thì cũng khá lạnh, ban ngày thì mát mẻ nhưng ban đêm cũng khá lạnh quý vị. Và ngay khu vực này thì chủ Quốc Anh cũng đang soạn dụng cụ âm nhạc của mình, chiếc saxophone, và chú đứng vô ngay khu vực này là đúng hợp luôn. Ở đây cũng có một chiếc saxophone và những nốt nhạc, và khi mà chú đứng thổi saxophone ở ngay đây là đúng là hợp cái vị trí này luôn á quý vị. Hàng đêm thì chú cũng hay biểu diễn ở ngay con dốc Lê Đại Hành, ban ngày thì chú có thể diễn ở ngay hồ hoặc là những cái quán cà phê lưng chừng với những quán cà phê, và được trưng những cái tiểu cảnh, những chú ong bên những tiểu cảnh hoa, rất nhiều hoa quý vị ha. Hôm nay thì Nhân có lẽ là cũng chưa đi hết tất cả các cái điểm trưng bày hoa, nhưng chỉ đi những cái khu vực trung tâm chính thôi. Nếu mà đi hết thì còn rất là nhiều những cái công viên, những cái cung đường như đường Trần Phú cũng trưng bày hoa rất là nhiều. Một chiếc giỏ hoa là xe hoa luôn, rất đẹp ha. Trước mặt chúng ta đó là phía đập cầu Ông Đạo, quá trời hoa ha. Đến Đà Lạt trong cái dịp này thì tha hồ mà ngắm hoa cũng như là đi chơi. Tháng 12 là mùa lễ hội của Đà Lạt. Phía trước mặt là cà phê Nhật Nguyên. Ở trên phía cà phê Nhật Nguyên như thấy là rất là nhiều các cái bạn đang live stream ở trên đó, live stream về đường phố, live stream về đường hoa của Đà Lạt. Vì Nhân sẽ quay lại khúc này thấy khá đẹp nên Nhân phải quay lại đây cho quý vị xem. Đây những nhạc công thổi saxophone, những nghệ sĩ hát nhạc, đánh cồng chiên vân vân, rất nhiều, rất phong phú luôn. Cho nên mọi người hỏi Nhân là Đà Lạt đến mùa này, thời điểm này có đẹp hay không, thì có lẽ là những cái hình ảnh của Nhân trong những chuyến mini tour, những hình ảnh của Nhân review các cái khu du lịch. Rồi hôm nay Nhân ban đêm thôi, Nhân review những cung đường hoa ở Đà Lạt. Thì quý vị đã thấy là Đà Lạt mùa này đẹp vô cùng quý vị ha. Và đó cũng chính là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào tối hôm nay, tối ngày mùng 2, tối ngày 2 tháng 12 năm 2024 và nhằm ngày thứ hai đầu tuần. Một lần nữa Nhân xin chúc quý vị có một buổi tối thật vui, thật ấm áp bên gia đình, người thân, cũng như là có một tháng mới thật là nhiều niềm vui và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.